Mò thử đi. Thấy ông chủ bò, ông mò ông bò không? Mò gờ không? Con này sinh đẻ thật thoải mái. Nãy giờ anh chủ bò anh cũng mò gờ con bò anh chị ha. Hay bò bự con không? Nói chung là trong hình nó sẽ khác chứ ở ngoài. Anh chị nhiều khi anh chị thấy con bò trong hình nó nhỏ hoặc là thấy con bò trong hình nó bự, nhưng mà thực sự nãy có anh chủ bò anh lại mò gờ con bò. Con thì chở 6 tháng rồi. Đó, chở 6 tháng mò rờ đâu cũng được. Thân hình đẹp bự con. Con này xác nhất anh chị ha. Anh em đang thương lượng giá là còn 26 triệu là giá cuối cùng. Bao chữa 6 tháng. Kế bên con này 4 tháng rồi, 4 tháng nè. Nhưng tờ chữa 4 tháng luôn. Con này thì nói chung là về ngoại hình thì chấm điểm khá cao, đẹp. Rúng yếm chân móng đi đứng hoàn thiện, ngoại hình rất tốt. Con này đã 24 triệu nè anh chị. Anh chị thấy không? Cổ bật gù cao, lông da, lông mỏng da nhuyễn. Lông lông nhuyễn da mỏng, xin lỗi. Đó, như con này. Con này đi đứng cũng hoàn thiện như những cái con trước ha. Chân móng nè, đảm bảo nghiêm chỉnh khi giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán đầu trụi lũi luôn. Con này thì đang chữa 5 tháng à, con này giá 25 triệu. Chiều cao ngoại hình thì nói chung là bò này không phải bò nhỏ con nên chị yên tâm. Nó đã chuồng bò bự con lắm. À, chân móng bò này trên thước 3 hết. Bò này khoảng tầm 1m33, 32, 31 thường ha. Chân móng này, giò cẳng, rúng yếm đầy đủ bài bản hết luôn. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp ở số điện thoại của em. Đây kế bên như con này nè, con này 24 triệu rưỡi, chữa 4 tháng rưỡi, bao chữa luôn, rúng yếm chân móng bài bản, ngoại hình thì thôi khỏi chê rồi, cấp mình rất đẹp, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này lên màu khú đen ha, dòng này mát sữa cực kỳ. Bà con anh chị nào ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em bán từ Bắc ra, từ Bắc vô Nam ha anh chị. Bây giờ em có thể hỗ trợ cho anh chị vận chuyển được tất cả các tỉnh ha. Và anh chị em ghép xe đi cho anh chị nha. Tùy thuộc cho anh chị ở xa gần mà cái tiền xe nó sẽ biến động ha. Nó dao động cao thấp là do anh chị ở xa hay gần ha anh chị ha. Nhưng pháp này chữa. Con này thì chữa 8 tháng anh chị. Bò chữa 8 tháng. À, xuống dàn vú nặng dữ. Con này xuống vú nặng nha ha. Sắp đẻ. Hết biết cái quà không? À, em quay cho anh chị coi. Bò này xuống vú nặng dữ lắm à. Bò này bự con lắm, con tầm 1m35 1m36, bò sau khu là quá bình thường. Nó như con này chốt giá cho anh chị giá 25 rưỡi. À, chữa 8 tháng. Bò. Thấy không? À, cái này là cái dịch 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 trần xanh đó anh chị. 8 tháng chữa rồi nha. Đó, như con này thì đang chốt giá 25 rưỡi, bò bự con lắm nha. Được cái chữa cao ngày tháng. Kế bên thì con này thì đang có giá là 16 triệu. Ý, nhiêu? 16 triệu anh chị. Bò cái lứa nha. Bò này bò ngé mới lớn. Nè. Ngoại hình chân móng đi đứng thì nói chung là cũng rất là ok. Ở bên da của nó sẽ có những cái chỗ này là hồi nhỏ nó bị viêm da đó mà nó hết rồi. Nhờ màu lông da cũng khá tốt. Bò này để nuôi sinh sản là cũng bình thường ha. Bự con như con này có giá 16 triệu. Ngoại hình chiều cao của những bò này em nói thiệt với anh chị rất là bự con nên anh chị yên tâm về vấn đề chiều cao cao to. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh, đảm bảo nghiêm chỉnh khi mà giao đến anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui đi kiểm tra về ngoại hình như tình trạng sức khỏe của con bò rồi mới thanh toán tiền. Đây anh chị xem. Chân móng ngoại hình em đang có mặt tại Ba Tri của tỉnh Bến Tre anh chị nha. Đó, những con bò này em đều quay phim. Báo giá, cập nhật những thông tin cơ bản, tháng thai để cho anh chị lựa chọn. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác cũng như là quý anh chị em gần xa. Em bán, em giao được tất cả các tỉnh thành luôn ha, từ Bắc vô Nam. Dù anh chị ở xa thì em ghép xe, anh chị ở gần gần thì có thể anh chị có thể bao xe đi về. Ở đây là em báo giá là giá tại chỗ anh chị nha, không bao gồm phí vận chuyển đó, không bao ship nha anh chị nha. Rồi anh chị nào ở ngoài miền Bắc hay là miền Trung gì anh chị có thể mua, nhưng mà em ghép xe. Còn vấn đề cái giá cả của tiền xe thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề anh chị ở xa hay gần. Rồi, cảm ơn anh chị đã và đang xem cái chương trình của em. Anh chị nào thích thì có thể cho em xin một like như thế này dưới video. Và chúng ta có thể đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em ha. Và bây giờ em xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại bà con cô bác cũng như quý anh chị em gần xa. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.